Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần bảng main, toàn bộ bảng main của Xiaomi Mi A2 Lite đang được chờ thay mới main tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main đến main của Xiaomi Mi A2 Lite lỗi hỏng, main khởi động lúc lên lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới main cho điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Xiaomi Mi A2 Lite nói chung và phần bảng main của máy nói riêng tới mới bị các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới bị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Xiaomi Mi A2 Lite, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Xin cảm ơn vị bạn.